các bác nhá. Thì cũng tối rồi, buổi chiều các bác này. Đấy, bên đây là cái nhánh hồ thủy điện này. Đấy thì em đang đốt cái đống lửa để tối nay nướng cá với cả nướng thịt các bác nhá. Đấy, đây tối nay anh em nướng cá nướng thịt ở đây để uống bia. Các bác thấy cái chỗ này đẹp không? Tuyệt vời. Sáng mai thì bọn em sẽ đi sang cái phía bên kia để xem mấy cái vườn bên kia. Đấy, để anh em hai mấy anh em sáng mai sẽ đi sang bên kia và trưa mai em sẽ di chuyển về nhà. Đấy. Thì đây cái đống lửa anh em vừa lấy đây. Đấy, củi rất nhiều các bác này. Củi thoải mái đốt luôn. Đêm nay thoải mái đốt để mà anh em ngồi với nhau. Đấy. Bác chủ nhà đang gọi người để đi xuồng qua đây, ở làng chài đi xuồng qua đây để anh em gặp gỡ một tí. Đây em đi em nhặt thêm mấy cái củi này. Đây. Kìa chú Dương chú ấy đang lấy củi ra để tối hôm nay nướng thịt bò. Đấy, nướng thịt bò mấy cá. Đây, em mới xách hai cái củi đây. Củi đây thì mênh mông nhỉ. Đấy. Tối hôm nay có khi nằm ở ngoài này ngủ luôn. Chỗ này là sẽ giải chiếu để nhậu đêm này. Đây vị trí này này tuyệt vời này, rất bằng phẳng. Ông chủ nói là di chuyển lên cái tảng đá lớn kìa. Hay là nhậu trên đó, nhậu trên đồi đó, nhưng mà thôi. Ở trên đó đêm chắc là lạnh lắm. Trên đó các bác thấy cái cây mít, cây cao nhất đây không? Chỗ tay em chỉ này. Đấy các bác thấy cái cây mít không? Kinh khủng chưa? Đấy, thì thôi thì em là chú Trương chú đang nhóm lửa đây. Bác ấy ở đây một mình thôi nhá, ở đây một mình để khai tất cả các bác nhá. Bác ở đây một mình bác khai phá cái đảo hoang này. Đấy, thuê người khai phá trong lốc cây các thứ mà dọn dẹp đấy, đốt than các thứ. Ở bàn nhé. Bất nửa bàn. Đây, đấy, em định là chạy một vòng cái xuồng này này. Nhưng mà các bác thấy cái gốc cây nó như là ma trận đấy kia thì chịu bó rồi, không thể chạy được. Đấy, vị trí này đúng là tuyệt vời. Nếu mà có đi du lịch hoặc là đi chơi hay gì đó mà thỉnh thoảng đi ra đây mà ui dồi, gió mát lắm các bác ơi. Tuyệt vời không các bạn? Đấy, tuyệt vời luôn. Trên kia có những cái bãi cát rất rộng. Đấy, rộng chạy dài hết bao cái khu vực của cái khu vực cái vườn cái đồi trái cây của bác. Đấy, nên là đây này. Vị trí này tuyệt vời chưa? Đấy, xuồng đây. Em không dám chạy các bác. Bác chủ nhà bác bảo là có làm vòng mới chạy. Mà em không dám chạy. Cái cần kia thì cũng dễ thôi, cầm kia lái thì đấy, lái qua lái lại khả năng cũng vậy, đơn giản. Nhưng mà tông gốc cây thì chết đoạt. Đấy, cái rừng ngày xưa đây các bác này. Đấy, rừng ngày xưa nó như thế này đây, nhưng khi mà chặn thủy điện nó ngập lên, cây nó chết. Các bác thấy không, rừng nó dày này cơ mà. Đấy, cây này. Đấy, những cái gốc cây bao nhiêu năm rồi không mục đây. Đấy. Nước rất là trong các bác nhá. Thì chúng ta sẽ lội xuống đây tắm thử các bác. Em sẽ lội đây em tắm thử. Đấy, tắm thử xem là cái nước ở đây nó thế nào. Đấy, thì hôm nay anh em được có ba anh em thôi. Vừa đấy chủ nhà, bác chủ nhà. Bác ấy gọi người đến đến nhậu nhưng mà mấy bác ấy lại bảo là nhậu say sợ này tông cột gỗ này không về được. Đấy, và thấy những cái đụn cát không? Đấy, đụn cát đẹp chưa? À, chỗ này mà giải cái chiếu nhỉ, chỗ đấy giải cái chiếu. Đây này, đây giải chiếu mà nhậu đây thì nhất luôn. Không say không về. Đấy. Nên là bác nào có nhu cầu thì bữa nào nếu mà cứ comment bên dưới hú em để chúng ta sẽ làm một chuyến sang đây. Tuy nhiên thì cũng khoảng cách khá xa. Cũng không thể nói là đến thường xuyên được. Đấy, thì khi nào rảnh mà có thời gian dài dài á thì em sẽ lại tiếp tục sang bên này, tại vì bác ấy rất là vui tính, thứ hai nữa là rất thích những anh em ở xa và đến để thăm, thứ hai là trò chuyện về vấn đề cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế. Tại vì cái đảo này, riêng cái đảo này này, đây các bác này, đây, xin cái đảo này nhá, chạy dài đến đây, đến khu vực này là 5 hectare này, khu vực này là 8 hectare này, đây, còn khu vực kia là hơn 1 hectare cái tròm kia kìa, đây hơn 1 hectare nữa, đấy là diện tích của hai anh em nhà bác. Buổi trưa mai là sẽ thực hiện bảo bác là đưa về. Đấy, chứ không là em, nếu mà bác không đưa về thì em bơi về đấy. Xuồng này đi là có 40 phút thôi. Đấy, 40 phút thì em bơi chắc chỉ khoảng 4 phút đấy, là em lại không bơi được nữa. Chứ không phải. Ôi lửa chạy lên rồi.
đấy, nửa chai lớn rồi đấy. Củi ở đây nó nắng nóng thì đốt dễ cháy lắm. Không làm gì cái kia xanh mà sao mà cháy được. Đấy. Cái này khả năng là chốc nó bắt gà lướng. Gà đầy trong kia chứ. Gà đầy trong đấy chứ. Đấy. Nhưng mà thịt bò à, thịt bò lướng. Đây này, bọn em thiết kế cái cái đồ để ăn cơm các bác này. Đây. Ở phía này là cái hồ, cái hồ thủy điện đấy các bác. Thì đây anh em ngồi ở cái bãi cát đây. Ở bên này là đống lửa. Đây. Đấy, có đá đàng hoàng nhé. Ôi nhưng mà chưa có cốc em. Đây, thì muối này. Đấy. Hôm nay là em thực hiện giống như là bác Tân Hoa Ban Phút. Đây, củi đốt đây. Chà, cái này nó cũng rời rạc. Đây, ui rồi, chết. Chết. Vâng, các bác biết thịt gì đây không? Các bác biết thịt gì không? Giới thiệu các bác đây là thịt bò nhá. Đâu, không phải thịt bò mà là thịt bê. Đấy, thịt bê các bác nhá. Đấy, thịt bê của bác chủ nhà. Nay sang đây định đặt cái món cá năng chấm nhưng mà lại hết hàng các bác. Buộc lòng phải lấy cái thịt bê để nướng thôi. Đấy. Thì gió rất là mát các bạn. Đấy ở cái bờ hồ thủy điện này thì tuyệt vời. Đấy, gió rất là mát. Đấy nên ui nóng quá các bạn. Nóng quá. Rồi cho nó dịch ra tí sợ nó cháy mất. Sợ nó cháy mất. Đấy. Đấy các bạn thấy ngon không? Tuyệt vời không? Úi giời quá tuyệt vời các bác nhỉ. Các bác nào nhậu với em không? Em quay gần gần tí nhỉ. Nó vẫn còn sống một tí các bác nhỉ. Đấy. Ui dồi, các bạn thấy không? Thịt bê nhá, thịt bê lướng. Thì nhậu ở bờ hồ thủy điện Trị An. Vị trí em đang ngồi đây trao đổi với các bác luôn nhá, là nó thuộc không phải thuộc Gia Lai nữa rồi, mà nó thuộc vị trí của Kon Tum. Đấy, của tỉnh của Kon Tum. Vị trí em đang ngồi cái đảo này đang thuộc Kon Tum này. Còn ở mé bên kia. Mé bên kia kìa. Đấy, các bác thấy không? Đây là những ánh đèn kia đấy, là người ta đang đánh cá đấy. Đấy, người ta kéo cá đêm ở hồ thủy điện đấy. Đấy, những ánh đèn đấy. Đấy này, đấy thì lại thuộc là Gia Lai các bác. Đấy, bên này thì lại thuộc Kon Tum nhá. Đây. Chỗ ngay mé nước đây. Chỗ này là cái bãi cát. Chiều em có tắm này, ở đây này. Chiều có tắm ở đây rồi. Còn đây. Đấy, anh em này đang đốt lửa. Ba người đàn ông sống giữa đảo. Sống giữa đảo hoang. Đấy. Em vừa em ôi quên không bảo em lấy cái mấy cái cốc ra nhỉ. Không tìm thấy. Cháy không? Có được rồi để anh ấy. Cháy chắc chắn phải đi xem. Vâng thế thì em sẽ cho nó ra kia nha bác nhá. Cho nó ra kia, hôm nay quay cái món ăn uống này nghe phải khoe quá nhỉ. Nên là cũng đang thiếu cái vị để ướp. Chỉ có bột lêm thôi, mấy ớt. Chứ còn đầy đủ như ở ngoài trong đất liền thì cũng khó. Thế này là tuyệt vời các bác ạ. Ngon không em? Đây. Nào em. Vào, dài lắm à? Vào đúng miếng xương. Vào đúng miếng xương. Cắn được miếng đầu tiên mẻ răng rồi. Đất cát không? Úi giời, tao ăn đi. Tao ăn đi. Đất cát không? Cắn miếng đầu tiên rồi trong đất cát mẻ cái răng rồi. Ui giời ơi. Đây, ui giời tuyệt vời chưa? Đấy, em được tiếp tục nướng nha. Cũng chưa có quen nướng cái món này các bạn. Em mới tưởng là hôm nay có cái cá lăng chấm thì nướng thì tuyệt vời. Nhưng mà đến nơi đến làng chài gọi thì lại không có hàng. Rồi chấp nhận nướng thịt bê vậy. Nhưng mà cảnh đây đẹp lắm ạ, mát lắm các bác nhá. Phía trên là trăng này. Ai các bác thấy trăng đẹp không? Ở trong video thì nó hơi tối tí nhưng mà ở ngoài thì nó khá là cũng bình thường thôi. Cũng hơi mờ mờ, trăng thì nó sáng mờ mờ. Đây, trăng đây các bác này. Đấy. Ai, bác Robinson bác đang đeo đèn trên đầu đi ra kìa. Đeo chín chưa em? Chín chưa nhà nhỉ? Cứ chỗ nào mà nó tái thì nướng lại. Ở cái đoạn này này, anh thấy khả năng phải
đấy một tí thì sợ nó ở giữa đảo này mà đau bụng là căng đấy. Không đợi nướng quá. Đấy, thôi được rồi, ấy vừa vừa chốc nữa này hết đá đây này. Này bốc cái đá bên ngoài kia. Bốc cái đá bên ngoài kia mà cho vào nữa thì hết hơi luôn đấy. Chỗ nó mát nó téo tê tê thì không cần tê tê đó, tê tê không cần nữa đúng không? Chốc nữa uống mà bằng loang luôn. Uống xong loang nó tan hết đá. Nhưng mà thấy anh thấy hình như nó có vẻ như là nó sắp cháy, ôi chết, cháy thật rồi. Cháy. Cứ để này nó cháy luôn. Ui dồi, chết. Ui dồi thằng em. Cháy luôn đấy. Thấy mùi toàn mùi khét thôi. Chú bảo ui dồi cháy bên dưới rồi. Thôi chín rồi đấy. Chưa chín đâu anh ạ. Thịt bê thì khả năng là nó chỉ tái thôi các bác nhỉ. Đấy. Tái, còn cái nào sống. Cái nào sống thì chốc nữa mình ăn không được ấy, mình nhai không được thì mình mang cho mình nướng tiếp. Các bạn thấy ngon không? Tuyệt vời không? Quá tuyệt vời, làm miếng thử xem này. Đấy, bạn theo các bác nhé, em làm miếng thử trước này. Chấm nhiều không? Chấm nhiều vào. Sao ớt ít, ớt em cho hai trái mà chẳng cay gì. Ủa, sao nó thơm ngon thế? Anh Tân ơi, cầm thêm mấy cái ớt giùm em nhé. Quá tuyệt vời. Ui giời, các bác thấy gió lồng lộng không? Bác thấy cái cỏ nó ngoài không? Em ngồi ở giữa cái nước này quá này, với vòng tròn của em luôn. Cái này là cái nhô ra ở giữa cái lòng hồ ấy. Chưa uống không hết một lon bia này mà. Ừ, tuyệt vời. Vâng, thêm mời các bác nhé. Vâng, thế thì cũng trao đổi các bác này, em cũng làm một cái video về cái hoạt động mà sang cái đảo giữa cái hồ thủy điện sang chỗ nhà bác Tân. Bác ấy ở bên này mấy năm rồi, một mình để làm cái trang trại ở bên này, trang trại trái cây á. Thì hôm nay bác mời sang, thật sự là em sang bên này rồi mới thấy được tâm phục và khẩu phục bác ấy luôn. Về con người nghị lực mà các bác thấy là cải tạo cái đất rừng, đất đồi mà nó đá như thế. Nó nắng như thế mà bác làm rất bài bản, rất giáp đấy. Nên là mình em cảm thấy là rất là phục cái ý chí nghị lực của bác ấy. Thì sau đấy thì sau khi tham quan xong thì anh em sẽ có những cái câu chuyện để trao đổi với nhau về cái giống cây để phát triển cho nó phù hợp. Hai nữa là về cái kỹ thuật, cái quá trình làm. Anh em mách nhau để làm. Thì khi đó em sẽ trao đổi cụ thể cũng như là em sẽ làm cái video tiếp theo nhé. Còn giờ chào tạm biệt tất cả các bác nhé. Mời các bác nhé.